Đức Phúc Trần Channel gửi lời chào đến toàn thể về các bạn. Chào mừng chúng ta đến với giải đất miền Trung vào một buổi trưa hè nắng gắt. Và chào mừng chúng ta trở lại với khu vực của gần đá đĩa Phú Yên. Hôm nay giờ một buổi trưa rất là nắng gắt đây. Chúng ta sẽ cùng tham quan lại khu du lịch gần đá đĩa. Ở đây thì hiện nay đã xây dựng cảnh quan cũng như là cơ sở hạ tầng ở khu vực bãi xe đón rước khách, bán đồ lưu niệm đồ rất là khang trang. Và bây giờ chúng ta sẽ vô trong. Đây là khu vực bán vé. Vé hiện nay thì người lớn vẫn là 20.000 đồng, trẻ em là 10.000 đồng. Và nếu ai có đi xe điện thì 10.000 đồng một vé ra và vô, tức là vô 5.000 và ra 5.000. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong nha. Đây là sơ đồ để chúng ta tham quan trong khu vực này. Tức là từ ở cổng đây, chúng ta sẽ đi đến với khu vực của gần đá đĩa. Chúng ta xem những cái tiểu cảnh và bia di tích. Cũng như là chúng ta đến với lăng ông gần đá đĩa. Rồi từ đó chúng ta sẽ đi vòng qua khu vực của biển. Chúng ta vòng vô thì bên tay trái từ ngoài đi vào thì chúng ta cũng có những cái nhà quản lý khu di tích nè, quầy lưu niệm nè, hay là điểm tham quan hồn xưa. Thôi, xuống tham quan thôi. Rồi, đã đến với gần đá đĩa. Mình sẽ ở đây tham quan gần ông. Đây có cái phương đình trước đây để khi mà tổ chức lễ hội rồi này kia thì người ta sẽ làm lễ.
ở khu vực này, hát bội rồi vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong đền. Chứng nhận lễ hội cầu ngư là ở khu vực này đây, công nhận là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận đây. Danh mục và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bên trong thì được chia làm hai khu hai bang. Đây bàn nữa, rồi bây giờ chúng ta sẽ vào vòng của gần đá đĩa nha. Trời đang nắng gắt. Về thông tin cũng như là những chi tiết về gành đá đĩa ở tại Phú Yên này thì Đức Phúc Trần Channel đã có dịp gửi chúng ta đến 2-3 lần rồi. Hôm nay thì chỉ cập nhật lại những hình ảnh mới nhất tại khu vực gành đá đĩa Phú Yên này vào năm 2022. Thí sinh đi. Đây nhờ chụp cho hai vợ chồng. Rồi. Đây. Quá đẹp. Đây, có mỹ nhân đây. Thí sinh về nghệ thuật đây. Rồi, nước rất là trong xanh nha. Không có, ở trong đây nè, chụp ngược vô thì mới sáng được. Không, anh lấy thế đi, em nhìn này thôi. Được rồi. Nhìn chưa? Để tự nhiên, ok. Ui dồi, đám mây còn đẹp nữa. Rồi, xong rồi. Nào, ngồi bên này, ngồi sang đây để mới sáng. Đấy.
nào. Đi về đây. Lấy cái men, cái men cái mao mới lên cho nó khỏi đấy. Nữa lên không nó nửa tối rồi mặt nửa nửa mặt. Chưa, cái men cái mũ lên. Chói. Được rồi, chói nhưng mà đang phải xin. Rồi. Phật đồng ý. Rồi, tuyệt vời buổi trưa nha. Nắng gắt nhưng mà rất là tuyệt vời. Tuyệt vời. Rồi lên thôi. Quá nắng. Một chồng bát đĩa khổng lồ, một tổ ong rất là khổng lồ. Đẹp hơn chê chô của Hàn Quốc ạ. Người ta bảo là đi du lịch là đi từ cái nơi mà mình